Sớm em MD ở Sài Gòn kính chào cả nhà Mấy hôm nay có nhiều bác hỏi em là hàng đã ship được đi chưa Thì em xin thông báo với cả nhà mình là Hôm trước thì bên giao hàng nhanh cũng như là bên Viettel người ta thông báo là Sau ngày 6 tháng 9 có thể là hàng sẽ được lưu thông Sẽ được các cái cơ sở bưu chính hoạt động sẽ được hoạt động trở lại Tuy nhiên thành phố vẫn tiếp tục và các cái biện pháp siết chặt các cái biện pháp giãn cách ha, cho nên là à, em một lần nữa à, xin lỗi cả nhà rằng là hàng em đã đóng sẵn hết rồi nhưng mà à, vẫn chưa được à, gửi đi. thì à, theo thông báo mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố ha, thì à, các cái hoạt động của các cái cơ sở à, dịch vụ bưu chính viễn thông À, sẽ được hoạt động trở lại à, sau ngày 15 tháng 9. À, lúc đó thì à, các cái giấy đi đường sẽ được à, sẽ được dỡ bỏ ha và à, các cái cơ sở bưu chính viễn thông người ta sẽ hoạt động trở lại và tới lúc đó thì hàng của mình mới có thể lên đường được. Thì à, em à, rất mong cả nhà mình thông cảm ha và ở bên bên chỗ vận chuyển giao hàng nhanh người ta cũng thông báo với em là mở lại các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh từ ngày 3 tháng 9 tuy nhiên là các cái khu vực ở trong nội thành thì người ta chưa có hỗ trợ mà chỉ hỗ trợ các cái quận ở vùng ven những cái quận mà xa trung tâm thì có thể gửi hàng đi được còn đối với các cái quận ở trung tâm giống như quận 1 của mình thì hàng vẫn chưa gửi đi được À, người ta vẫn chưa vẫn còn bị các cái chốt uh, ngăn cách không cho lấy hàng cho nên người ta không vào được thì uh, cả nhà mình uh, thông cảm đợi giúp em thêm uh, một tuần nữa nha và dạ, một tuần nữa tất cả những cái uh, những cái bác nào mua hàng của em thì em đã điều chuẩn bị sẵn sàng đóng thùng um, nghiêm chỉnh hết rồi chỉ chờ bên bưu chính hoạt động trở lại là em sẽ uh, gửi hàng đi cho mình và dạ, các bác uh, Uh, thông cảm và uh, chờ em thêm một tuần nữa dạ yeah. nếu mà sau uh, sau ngày 15 tháng 9 mà hàng vẫn chưa đi được dạ yeah, vẫn chưa đi được thì uh, các bác nào mà muốn uh, không chờ được thì uh, cứ liên hệ lại với em dạ yeah. uh, uh, cứ liên hệ lại với em rồi uh, uh, mình sẽ bàn cách để giải quyết uh, nếu mà các bác uh, Bưu chính uh, bưu chính uh, Viettel người ta thông báo với em rằng là sau ngày 15 tháng 9 có thể chắc chắn là 90% là có thể gửi hàng đi được. Tuy nhiên nếu mà các bác nào mà sốt uh, ruột quá thì cứ liên hệ lại với em cũng được ạ. À. Dạ thì uh, nếu mà mình uh, cảm thấy là chờ hơi lâu sốt ruột quá thì uh, cứ liên hệ lại với em mình bàn cách giải quyết nha các bác. Và dạ, các bác các bác có thể uh, uh, không mua nữa cũng được ạ. À. Dạ, nhưng mà em mong là cả nhà hết sức thông cảm bởi vì thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục áp dụng các cái biện pháp à, siết chặt cho đến ngày 15 tháng 9 cả nhà. Dạ. Đó. Thì em cũng sốt ruột dữ lắm. Mấy hôm nay là mấy hôm nay là em cũng liên hệ các cái cơ sở các cái uh, bên các bên, cái các cái hãng vận chuyển để mà gửi hàng sớm nhất cho cả nhà mình nhưng mà không không nơi nào người ta nhận cả. Không nơi nào người ta đều báo là chưa được phép hoạt động anh nơi và dạ, thì mong cả nhà mình thông cảm giúp em rồi thì à, sẵn đây thì em cũng giới thiệu đến cả nhà mình à, có nhiều bác hỏi em về những cái đầu mà em md mà ngon bổ rẻ tầm giá là dưới 5 triệu thì hôm trước em cũng có đã giới thiệu đến cả nhà mình ha những cái đầu mà md mà dưới 5 triệu mà thứ nhất là thu phát tốt cái thứ hai là âm thanh nghe à, tương đối và mình có thể chỉnh được âm lượng ha. Đó, thì gồm có là à, Tech ha, Tech Tech 5 MK2 hoặc là Pioneer D5 hoặc là à Tatcam 350 ha, Tatcam 351 MK2 hoặc là Tatcam 02. Thì à, ở đây em có một cái lô à, đầu MD Tech 5 Tech 5 và Tech 5 MK2. Thì à, những cái con này thì à, mình thấy là nó đẹp trên 90% phần trăm ha và và có đủ các cái màu. Thì à uh, Tech 5 uh, và Tech 5 MK2 sử dụng mắt phổ thông dễ thay thế. Đầu em bán ra là thu phát tốt ạ, à, thu phát tốt. Và mình có thể chỉnh được âm lượng, đường quang khi giải mã nha các bác và yeah nó có hai đường quang và một đường analog ha. Thì các cái nút chọn là nằm ở đây, nằm ở đây. Nút chọn ở đây ha. Và khi mà mình chỉnh âm lượng thì mình sẽ vào trong menu. Cái này em cũng có rất là nhiều clip mà hướng dẫn rồi. Các bác nào cần thì em sẽ gửi lại cái đường link cho mình xem. Đó, thì tech 5 câu này là sử dụng điện 100V ha, hai đường quang vào, một đường analog vào. Nó có các màu như sau, thứ nhất là 1 một, một là màu đen ha. Cái thứ hai là màu trắng ha và cái thứ ba là màu vàng. Đó. Đó là Tech 5 MK2, Tech 5 MK2 nha các bác. Rồi, còn ở trên này, trên này là Tech 5. Tech 5 thì màu của nó là hơi vàng hơn, nó vàng hơn cái con Tech à, vàng hơn cái con Tech 5 MK2. Đó. À riêng đối với Tech 5 thì nó không có chỉnh được âm lượng đường digital mà nó chỉ chỉnh được âm lượng đường analog thôi đây, nút chỉnh âm lượng đường analog ở đây ha đó thì form mặt thì nó giống nhau hết các bác giống nhau hết ha đó thì đối với Tech 5 MK2 giá em bán vẫn là giá cũ ha 3 triệu 500 ngàn à, nếu mà cả nhà mình chuyển khoản hết thì em sẽ bao ship cho cả nhà mình còn đối với Tech 5 Tech 5 thì có hai cái lựa chọn, một là nếu mà các bác muốn free ship thì 3 triệu, 3 triệu 2. Còn không thì em sẽ bán cho mình với giá 3 triệu, các bác tự trả tiền ship ha. Dạ, tự trả tiền ship. Thì ở đây em có hai con Tech 5, hai con Tech 5 nha. Hai con Tech 5. Còn Tech 5 MK2 thì Tech 5 MK2 thì em có đây, đây màu trắng ha, màu trắng, màu đen và màu vàng. Đó, thì đầu em bán ra nói chung là các bác có thể em sẽ quay cận cảnh cả nhà mình thấy là nó đẹp mà cũng tương đối là trên 90 ha và dạ, đẹp đây ha take. đây là một thương hiệu và nó cũng lâu đời của Nhật ha và dạ. đó con này và con tắt cam 350 là nó tương đồng với nhau Tuy nhiên à, tắc cam 350 nó có thêm cổng 3 lăng in và out à, mình nối kết nối vang số để hát karaoke luôn là tốt thì con tắt năm mà à, con tắt cam 350 thì nó mắc hơn 300 trăm ngàn các bác và yeah. nếu đối với những cái con mà đẹp đó là 3 triệu 8 ha 3 triệu 8 tắt cam 350 thì hiện giờ tắt cam 350 thì em cũng còn một hai con bác nào thích thì liên hệ với em đó, còn à, đây là dòng tích ha. Nếu mà nhà mình có cái vàng, màu trắng, màu đen gì đó thì mình ghép ghép chung. Chất âm của nó thì không thua kém những cái cái đầu uh, Sony uh, ghi giống như là GE700 đâu. Và nó cũng ngang ngửa. Giá thì nó rẻ hơn và nó chỉnh được âm lượng. Còn đối với con uh, GE700 thì mình không uh, không chỉnh được âm lượng đường quang. Và đó. Thì uh, bác nào thích con nào thích màu nào thích đời nào cứ liên hệ trực tiếp giùm em và đây em có một cái trồng rất là cao như thế này ha và yeah. tặng kèm cho mình một dây quang 1,5 m cộng và một cái đĩa MD và yeah, một đĩa MD về cho cả nhà mình nghịch chơi. và yeah, thu phát gì đó cũng được. Đây tách ha, dạ yeah, tách con MK2 thì nó có cái chữ MK2 ở đây ha, MK2 ở đây. Và con này thì ghi được đĩa nén MDLP ha. Nén nhân 2 nhân 4 được. Còn Tech 5 thì không ghi đĩa nén được. Tech 5 thì nó chỉ có MD Tech 5 ở đây thôi ha, không ghi đĩa nén. Và cũng không chỉnh được âm lượng đường đường quang. Âm chỉnh âm lượng đường analog thì nó là cái nút này. Đây là cái nút các cái nút chỉnh âm lượng đường analog nha. Yeah. Yeah. Dạ. và tất nhiên là đường analog thì không phải là đường không phải là đường giải mã ha. Analog analog thì không gọi là giải mã nha các bác. và Cho analog quang, đường kỹ thuật số ra đường analog thì mới gọi là giải mã. Rồi. À, đây, đây là clip em giới thiệu về đầu MD tech 5. Còn những cái đầu khác các bác nào cần cứ liên hệ trực tiếp giùm em nha và các cái model khác các bác cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. À. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong các clip test sau ạ. À. Em xin một lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều.